Chào ông bà cô chú nha. 1, 2, 3. Này lại. Hôm nay bà dịch con nó làm á hả? Mẹ Thư bị hố hàng rồi. Ông bà cô chú anh chị ơi. Chào ông bà cô chú. Quay chơi là Ricardo to family and the song thì điện. Chị hai là số 1. Mấy bạn hát bài gì, hát gì vậy? Tụi con hát bài hát gì vậy? Mẹ không nghe chưa bao giờ nghe vậy. Mấy bạn tự tạo ban nhạc ra hát hả? Em Thư đang suy nghĩ tới cảnh mà ba con vịt mà mới mốt nó lớn lên, nó lập ban nhạc, nó đứng nó hát, nó nhảy sao ta, giống như là hồi trước ở Việt Nam mình có cái ban nhạc tâm ca áo trắng vậy đó. Trời ơi, lúc đó chắc tự hào chịu không nổi luôn quá. Nhà mình đang trên đường đi về quê đi thăm ông bà nội á. Hôm nay đi chợ, anh Mít ảnh mua được một cái món này rất là đặc biệt luôn. Anh Mít ảnh được về Việt Nam, ảnh được thưởng thức á, cho nên ảnh rất là có hiếu luôn. Cái món nào mà ngon mà lạ mà đặc biệt là ảnh muốn đem về cho ông bà nội ăn thử, cho nên nhà mình quyết định đi ngay và luôn. Tới nhà ông bà nội rồi. Chị hai sao đáng yêu vậy, mở cửa ra cho mẹ đi ra hả? Mở cửa sẵn luôn, sao mà ga lăng quá vậy ta, ga lăng còn hơn 3 mít nữa à. Lạnh quá cả nhà mình ơi. Hồi nãy em Thư nói để em Thư lấy cái áo khoác bận á, mà anh Mít nó ngồi trên xe ấm rồi, bận làm cái gì. Anh đem một đống nè, anh để phía sau đây nè. Đó, mỗi lần mà đi chơi á là xách một cái túi như vậy đó cả nhà mình. Biết gì không, toàn áo khoác không á, đủ thứ loại áo khoác. Thôi chị hai ẩm em da coi kìa. Ôi, chị hai thúi này sao mà giỏi dữ thần ôn vậy ta. Hey Alice, Alice nãy giờ ngủ ở trên xe đó cả nhà mình ơi, ông bà cô chú anh chị ơi, cho nên bây giờ còn say ke. Alice còn say ke nè ông bà cô chú anh chị ơi, leo lên xe là ngủ liền à, cho nên bây giờ mới tỉnh dậy còn say ke. Thôi cho Alice ra mạng phép, thì Alice mạng phép một chút xíu nha ông bà cô chú anh chị ơi. Đi xuống chào ông bà nội kìa. Đi xuống chào ông bà nội kìa, ông bà nội đợi con kìa. Hôm nay đi xuống thăm ông bà nội, em Thư có đem theo cái đặc sản này nè cả nhà mình ơi, sầu riêng. Đem xuống mời ông bà nội ăn để xem con ông bà nội có ăn được hay không. Thì ở chỗ tỉnh mình á, em Thư chỉ có mua được sầu riêng đông đá thôi à. Có sầu riêng tươi thì nó ngon hơn, nhưng mà thôi, đông đá cũng đỡ đi. Còn cái bịch này nữa, đây là những cái món ăn chơi, món tuổi thơ của em Thư nè, mới được bạn tặng á, đi Việt Nam qua tặng, cho nên em Thư mang xuống đây cho ông bà nội ăn thử luôn. Cái món này là món gì thì cả nhà mình chờ đón xem nha. Ôi thật là trùng hợp, vì nhà ông bà nội hôm nay cũng có khách nữa. Bà này là người khách lâu năm cắm trại ở nhà ông bà nội á cả nhà. Jättespeciell som ni får smaka den sen. Jaha. Ja. Är det en hemifrån? Nej, jag köpte här. Du köpte här? Jag köpte här i Sverige. Ja, det här hämtar de och sätter sig. Eller är det bättre att de får på varsin tallrik? Det är klart så, jag förstår det. Jag också vill ha. Jag ser det. Vet ni vad? Ni ska vänta till vuxna ska äta och sen ni får äta. Då får ni inte äta först. Jo, då, det får jag. Fortfarande, då får ni göra det. Ja. Đặc sản đây cả nhà ơi, sầu riêng nè, còn cái này á là me rim cây. Hey, hey. Còn cái này là chùm ruột cây. Để xem coi ông bà có ăn được hay không nha, hôm nay nhà ông bà nội có khách nữa. Anh mới đỉnh cười nè, ông bà cô chú anh chị ơi. Lúc đã vô đánh. Ett. Ska jag färdiga gå? Ja, men vad då? Gott va? Eller? Ja, inte så jätteilla som... Nej. Det smakar som lite ost, krämigt. Krämigt. På YouTube som har suttit, de har nästan kräkts när de sitter här, tror jag. Det är väldigt olika. Ja, ja, ja. Folk reagerar väldigt olika på det. Ja, ja.
nämna det. Vad tycker du, Lars? Farfar, du får smaka. Nej. Farfar vill inte bli filmad. Nej, det kommer inte du att gilla. Nej, det tror jag säkert. Nej, det var ingen vidare. Chú ló xong biết ăn. Chú ló xong biết ăn rồi. Lite, lite gräddig, lite gammel ananas. Vi äter alltså bara gammal mat. Jag tar en sån. Ông nội sẽ ăn thử cái chùm ruột. Nej, jag vet inte vad. Det är inget som det går inte att jämföra med något. Nej, vad säger du, Kerstin? Ja, det var inte farligt. Nej. Men det var inte just det. Varför tar du det då? Jag bara kommer tillbaka till det. Jag har inte stark i mig. Jag kände ju inte. Men det var stark i hjärtat. Ja, det var bättre. Ja. Jag tyckte det var äckligt. Ja, anh mất ảnh mê sầu riêng lắm. Ồ, du smakar på den här? Nej. Jag tyckte inte om den, jag tyckte inte om den. Men den här är olika, det är olika konsistens. Ja, men den var ingen farlig, men den är starkare. Ja, den kommer lite efteråt. Köper du den? Ja. En frukt? Ja, den är jättedyr. Det är kärnhuset bara. Ja. Frukten ser inte ut så. Alltså? Frukten är jättetagga. Alltså, ja, ni tar ur att det blir frukten. Ja, det ligger som en kaffe. Vad tycker du den där? Lite bättre än de andra, va? Ja, det är det bästa, men det är inget för mig ändå. Nej, jag vet. Jag har inte. Vad sa du? Vad heter den? Den här frukten. Saurin. Saurin. Durin. Ja. Ja, jo, det smakar kräk för mig. Ja, du kan inte bestämma vad jag ska känna. Nej, för det är olika. Många som tycker som du. Tycker du om detta, Alice? Alice har inte smakat det. Jo, hon fattar. Alltså? Men här slänger du på dörren. Den är god. Nej, jag får ta den. Den. Ja, du får ta vilken du vill. Nu är du inte en vietnamesisk, Alice. Är du svensk? Ja. Jag är svensk. Det är klart jag är svensk. Så håller de på med den här katrylen. Den här frukten får man inte ta med i flygplan. Nej, det kan jag förstå. Och sen visar, alltså i Asien, vi har barn med sån här frukt, men finna hotell, det får man inte ta in när du äter. Nej. Så är det stark. Så gästerna efter går ju så kan de känna lukten. Man kan ju börja sursum, inte Vietnam och Iran. Ja, jag tänkte bara året. Vi skulle ta med surströmming, men det fanns ingen. Jag gick hela taket och liknade. Det fanns inget. Nhà ông bà nội hôm nay có 6 người Tây mà cái tỷ số là hòa nhau nha cả nhà ơi, là 3 người ăn được sầu riêng và 3 người không ăn được sầu riêng. Anh Mít ăn được nè, bà nội ăn được nè, và ông chú ăn được. Chú Lót, ông nội với lại bà cô khách thì không có biết ăn. Ông nội thì cái vị thì cảm thấy là như nó kỳ thôi chứ không có đến nỗi nào. Chú Lót thì cảm thấy cái vị giống như là cái vị của người ta mà ói, nghe rất là kinh khủng. Còn bà cô khách thì bà nói cái mùi nó nặng mùi quá, nó cảm thấy bà không chịu nổi được cho nên bà cũng không dám thử. Còn hai món me rim với lại chùm ruột rim á, thì cái lúc đầu á, để cái camera quay á mà buồn dễ sợ luôn, em Thư quên bấm nút ghi hình. Cho nên á hả, ăn xong được phân nửa của cái món đó rồi mới đi lại kiểm tra thì coi như điện thoại không có quay gì hết, buồn quá. Nhưng mà theo như nãy giờ em Thư có hỏi cả nhà về mấy cái món đó đó thì me cây với lại chùm ruột thì hầu như là ai cũng ăn được hết. Nhưng mà cả nhà mình đều cho một cái ý kiến là nó hơi bị cay quá. Tại vì người Thụy Điển không có biết ăn cay á. Nhiều rồi, nó đã smak.
jag ska ha en, jag ska ha en i bilen. Ja. Du förstår att jag kände lukten. Ja. Många som kan inte äta tycker det luktar illa. Men jag tycker det luktar gott. Ja, men du är ju van. Det luktar inte illa. Nej, eller hur? Nej. Jo, du, för det gör den. Jag har inga luktsinne heller på. Är jag förkyld? Nej, men det är väldigt olika. De var så, de är nästan arga på mig när jag kommer dit ner och skulle äta detta. Jag bara, nom, 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 nom. Har ni stått in med frågat en minut? Ja, det får vi. Ja, det var hemskt i alla fall. Ja. Fy fan vad jag var. Jag var så orolig. Jag var rädd för mig. Jag med. Alltså jag med. Jag var, men gud. Jag bara började mitt hjärta klappa. Ja. Och tänka. Như clip trước em Thu chia sẻ là mới vài ngày trước có cái vụ tai nạn đường sắt dẫn đến bác lái tàu tử vong á, thì anh Mít ảnh may mắn ảnh thoát được cái chuyến tàu đó. Thì thứ hai này là ngành đường sắt, em Thu không biết rõ nha, là nguyên một cái ngành đường sắt ở Thụy Điển luôn hay là chỉ có ở West Traffic phía Tây thôi, thì tàu lửa sẽ dừng lại một phút im lặng hoàn toàn để tưởng niệm đến cái bác tài xế đã qua đời trong cái vụ tai nạn đó. Thì chuyến tàu sẽ bị trễ một phút nha cả nhà mình. Jag vet inte vad de... Nej, jag funderar på om det går och det rensar ut som det, eller om de går i det, eller om det är nya komplex till våren. Jag har inte en aning. Jag känner inte fel. Rätt i komplexet. Nej. Jag kan inte hålla sig fort. Det finns inte en fågel där. Släng ut den här. Släng inte. Vad blir det här? De kan bli sjuka. Vad fan är detta? Det är dom här. Nej, för jävla stor nu. Sånt har vi aldrig sett. Jätteför. Cái trái sầu riêng này tính ra nó cũng đâu có dễ ăn đâu cả nhà mình hả? Sầu riêng thì đến từ mấy cái nước châu Á, Việt Nam mình trồng cũng khá là nhiều, nhưng mà đâu phải người Việt Nam nào cũng biết ăn sầu riêng đâu. Cũng có nhiều người cảm thấy cái mùi vị sầu riêng rất là kinh khủng luôn, không có thể nào mà ngồi kế được gần cái trái sầu riêng. Thì em Thư hôm nay giới thiệu được đến ông bà nội nè, với lại hai vợ chồng ông chú ăn cái trái sầu riêng á. Thì bà nội ăn được nè, ông chú ăn được nè, anh Mít thì hỏi ảnh ăn được nhiều món rồi, mình không tính rồi. Thì hai người ăn được như vậy em Thư rất là vui luôn. Stackars farbror Lars. Sophia bây giờ sẽ ăn thử cái sầu riêng coi nó như thế nào. Chị hai không biết ăn. Chị hai ăn me hả? Nè thôi chị hai ăn thử cái này đi. Ăn thử cái này đi, chùm ruột trước đi. Can you give it to Sophia? Con ăn thử chùm ruột coi con ăn được không? Nó sợ quá. Mà em cũng gọi nó sợ. Dạ. Nó phải không xảo. Anh Mít ảnh khoái ăn sầu riêng lắm cả nhà ơi, ảnh là người Việt Nam chính gốc luôn rồi. Den smakar inte mer. Bà nội ăn được, bà nội với anh Mít giống nhau ăn được. Ông nội với lại chú thì không biết ăn. Chú sợ lắm, nãy giờ chú ngồi chú rửa hết mấy cái đồ nào mà dính tới sầu riêng. Chú nói tối nay chú chết đó, chú sống nổi nếu mà nghe cái mùi này. Chị hai ăn me, chị hai thấy làm sao? Con thích ăn cái nào?
cái này hay là cái này hay là cái sầu riêng. Yên nghe, không có cái nào con thích hết đó hả? Nhỏ bà nội nói là sầu riêng ăn ngon đó cả nhà mình ơi. Bà nội ăn được, chỉ có duy nhất là chú với lại ông nội là không biết ăn thôi. Lít ăn thử nào ông bà cô chú anh chị ơi. Ừ. Nè cái này nè, Lít ăn cái này nè. Lít không chịu ăn, Lít nghe cái mùi Lít chịu không nổi luôn. Cái này cay. Cái này cay có ớt á. Cay á. Cay đúng không? Cay quá. Rồi Lít ăn thử cái này đi, ăn thử đi. Mọc cả rồi. Ăn đi, ăn thử đi. Sorry, phong đông. Dạ. How do we say from Wallis? Una bit ơi hè nha. Someone of fort today. We bit the go. Ở đây the pass are perfect. Phu pha mua xí. Đẹp. Phan mua đẹp quá, đẹp quá. De Sophie de đẹp quá. Đẹp quá. Dạ, đẹp quá. Lúc nãy em Thư quay không có kịp á, ông chú với lại bà cô á cảm ơn gia đình rất là nhiều luôn, tại vì đã cho hai ông bà thử những cái món đặc sản của Việt Nam mình á, món sầu riêng rất là đặc biệt luôn, ông chú cảm thấy rất là thú vị. Bây giờ hai ông bà đi về, em Thư với lại anh Mít cũng đi về nhà luôn. Ngày hôm nay ông bà nội sẽ giúp giữ ba con vịt con để cho em Thư với anh Mít có một cái buổi tối riêng á, tự đi hâm nóng tình cảm đó cả nhà mình ơi. Hôm nay hai đứa mình sẽ đi xem phim với lại đi ra ngoài ăn tối riêng với nhau quá. Chắc phải mù. Bye bye phải mù. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ôi dạ 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 dạ. Con mèo. Ê đùa. Bò snap mua phà phà rồi. Ok, bò snap mua phà phà. Nghe lời ông bà nội nha. Nghe thương, yêu con. Bye bye. Ok con, bye bye con. Ê đùa phà phà. Nhà dịch xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây. Chúc cả nhà mình một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.